Hello, hello. Mấy chào anh chú bác đang theo dõi kênh mua bán đồ nghề bãi nha. Hôm nay lên clip tiếp theo, clip số 38 bao gồm khá là nhiều các cái đồ nghề dụng cụ và có cả cái bình chứa xăng khá là lớn nha. Ở phần cuối video, anh em nào mình quan tâm thì mình theo dõi phần cuối video giùm em ha. Và cũng như thường lệ luôn ạ, mã số và giá cả công khai của sản phẩm em dán bên trên ha. Anh em mình xem video sẽ thấy ngay được giá sản phẩm luôn. Còn về chi tiết cấu tạo thì anh em theo dõi trong video giùm em nha. Em sẽ quay các cái góc cạnh của sản phẩm, em đo kích thước thực tế và giới thiệu đến anh em những tính năng, công năng cơ bản của sản phẩm đó. Anh em mình thấy phù hợp á, chốt hàng giúp em qua số điện thoại hoặc là Zalo của em 0896996883. Và khi chốt hàng, anh em báo giùm em mã số sản phẩm cộng mã số clip giúp em. Ví dụ clip hôm nay là số 38, khi anh em mình chốt mã số 1 thì báo giùm em là mã số 1 clip 38, hoặc là chốt mã số 2 báo giùm em mã số 2 clip 38, và tương tự cho tất cả các mã sản phẩm có trong video nha anh em. Sau đây vào phần giới thiệu chi tiết ạ. Mã số 1, em giới thiệu anh em mình một cái súng xịt hơi của nhà Kinky ha, hàng của Nhật nha anh em, made in Japan ạ. Cây này thì hình thức em thấy còn khá là ok nha. Và bên em đã có test hơi rồi, kín hơi nha anh em. Đó, hình thức rất là ok, các cái chi tiết đi kèm ok luôn ha. Đây, còi bấm này khá là nhạy và nhẹ nhàng luôn. Rồi, này để treo cát này. Rồi, đi kèm cho mình là một cái khớp nối nhanh luôn nha. Và đối với dòng Kinky này nè, anh em có thể đi vào đường hơi, đường trên hoặc đường dưới nha. Tùy theo nhu cầu của anh em mình, tùy theo cái vị trí ha, thì mình có thể hoán đổi được cái đầu này lên hoặc là cái đầu này xuống ha. Nói chung là tùy vào cái điều kiện của anh em. Và cái này có thêm cái phần trợ gió nè anh em, trợ gió ở đây ha. Thì một số lần trước á, thì em có một số khách hàng có hỏi về cái sản phẩm này, có cái đầu trợ gió nè. Tuy nhiên cũng lâu lắm rồi em mới về được cái cây có trợ gió như thế này ha. Thì bây giờ thật sự là em cũng không còn nhớ là anh em nào đã dặn em nữa đó. Nên là trên cái ảnh bìa của video em có chụp hình cái sản phẩm này để cho anh em mình dễ thấy, dễ theo dõi á. Thì anh em lúc trước mình có nhu cầu á, mình thấy cái sản phẩm này hôm nay em có nè, mình liên hệ giúp em nha. Rồi về kích thước của sản phẩm thì chiều này em đo được là 16 cm, chiều này em đo được là 12,5 cm nha. Rồi cầm lên tay thì khá là gọn này, và bấm rất là nhạy luôn, nhẹ nhàng luôn em nha. Rồi không có nứt vỡ gì hết nha, còn ok ngon lành luôn. Rồi anh em chốt cây này báo giúp em mã số 1 nha. Clip số 38 giá 270.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 2. Mã số 2 em ở đây em có một cái bộ cờ mini nha. Bộ này là dành cho anh em mình sửa chữa các cái chi tiết nhỏ, sửa chữa đồng hồ hay là sửa chữa máy móc có các chi tiết nhỏ nè. Các cái số của nó khá là nhỏ nha anh em. Cờ lê 4mm nè, 4.5mm, 5mm, 5.5mm và lớn nhất là 6mm. Đây, nó có dạng hình cờ lê như thế này nha. Đó, một bộ của nó là bao gồm 5 cây là đầy đủ hết nha nè. Đây là cái vỏ hộp của nó này, thông tin đây. Nó là hàng nội địa Nhật á anh em, nên là hoàn toàn là chữ Nhật nha. Cái hãng của nó là Niwa. Rồi, kích thước của cái bộ này nè, thì mỗi cây nó sẽ dài khoảng là 10,5 cm nha anh em. Mỗi cây ha, nó dài gần như bằng nhau hết nha anh em. Và trên mỗi cây nó đều có thông tin này. Đây, nó có thông tin ở cái phần chui ha. Này này là 6 chấm này, đó. Rồi, đầu cờ lê là ok hết nha. Cây này là 5.5 nè anh em, 5.5mm. Cây tiếp theo này là 5.5mm. Đây, hãng Niwa ha, Japan. Đây, cái đầu miệng là ok hết nha. Đây anh em, cây này là
Cây này là 400, hình như em đặt sai vị trí ha. Rồi. Cây này là 4.5 nè. Đấy. 4.5 ml đi qua Sherbet. Đấy, đầu cờ lê là ok nha. Em đặt lại theo cái thứ tự trong cái số dưới này nè cho anh em mình dễ theo dõi ha. Và cây này là nhỏ nhất là 4 ly ha. Đây, 4.0 ml Niwa Japan. Đấy. Tất cả là cùng một hãng luôn nha anh em. Cùng chung hãng, cùng chung đúng cái bộ của nó luôn ha. Rồi, anh em nào mình có sửa chữa những cái máy móc chi tiết nhỏ thì mình ủng hộ em bộ này ha. Em thấy cái phần nắp của nó này thì cái phần chốt của nó không biết là nó hơi bể đấy. Nên là em để ra như thế này cho anh em mình dễ theo dõi nè. Rồi. Anh em mình về thay thế cái hộp khác hoặc là mình sửa cái hộp này mình sử dụng ha. Thì em thấy vẫn đựng được chứ không có vấn đề gì. Vẫn chắc chắn nha. Nhưng mà em sợ cái chốt này nó bằng nhựa nó dễ gãy nè. Cái này mình đưa nó vào đúng khớp tí ha. Rồi. Anh em chốt hàng báo giúp em mã số 2. Clip số 38 giá 200.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 3. Mã số 3 ở đây em có một số cây cảo bằng đồng nha nè. Một số cây cảo bằng đồng. Chính xác ở đây là 4 cây ha, 4 cây. 4 cây này size nhỏ nha nè, size nhỏ. Và em thấy nó có cái kích thước là bằng nhau nha. 4 cây này có kích thước bằng nhau. Đây. Để em đo kích thước của một cây để cho anh em mình tiện theo dõi nha. Tại vì em thấy 4 cây này kích thước nó như nhau á. Tổng chiều dài của nó này là 18.5 cm ạ. Rồi, hàm mở của nó. Em tính cái vị trí tối đa ha. Đây, hàm nó tối đa thì đến này, mở ra tới này. 15.5 cm nha anh em. Chất liệu bằng đồng ha, nên nó sẽ rất là bền theo thời gian, nó không có bị rỉ sét gì hết nha. Đây, hàm thì ok, ngon lành luôn. Rồi. Đó. Anh em khép hàm lại nè, khít sát nha. Rồi, tiếp theo. Cái này cũng vậy anh em. Hàm mở đây ha. Rồi, khít sát hàm nha. Cây tiếp theo ạ. À. Hàm cũng khít sát luôn nha anh em. Đây. Láng mịn luôn ạ. Rồi, và cây cuối cùng. Hàm rất là đẹp ha. Rồi, đóng lại là khít sát luôn. Ở đây em có 4 cây nha, một bộ 4 cây của em. Đó. Size nhỏ với cái độ mở hàm 15 ly. 15 cm anh em, 15 tấc hơn 15 cm. Thì anh em nào mình đang còn kẹp những cái đồ, những cái hàng gì mà có cái kích thước cỡ đó thì anh em ủng hộ em nha. Mã số 3, clip số 38 giá 300.000 4 cây này nha. Em qua mã tiếp theo ạ. Số 4 này thì cái size của nó lớn hơn nha anh em, lớn hơn cái mã số 3 lúc nãy nha, size nó sẽ lớn hơn một tí.
Và ba cây này nó cũng cùng kích thước, cùng size nha nè. Đó, em sẽ quay mẫu một cây để cho anh em mình xem ha. Đây, cây này thì tổng chiều dài của nó em đo được là 20, gần 24cm nha em, gần 24 ha. Độ mở hàm của nó em mở ra tối đa nha, tối đa thì em đo được là 20cm ạ, 20 ạ. Đó, hàm lớn hơn một tí ha, và thân của nó cũng to hơn, cứng cáp hơn nha anh em. Anh em coi phần hàm ha, hàm là còn ok, ngon lành luôn nha. Ba cây này cũng kích thước như nhau nha. Anh em nào mình đang cần cây cảo có cái độ mở hàm khoảng 20cm thì anh em tham khảo qua cạnh bộ này nha. 3 cây, bộ này thì nó chỉ có 3 cây thôi. Rồi, 3 cây này mã số 4 nha anh em, clip số 38 và giá cũng là 300.000 cho 3 cây. Em qua mã tiếp theo ạ. Số 5 giới thiệu với anh em mình một cây thước kẹp của nhà Mito Tozo made in Japan ha, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật nha nè. Đây, cây này thì hình thức cũng còn rất là đẹp nha nè, em thấy là hàng dùng lướt thôi á, hàng cũng còn rất là đẹp nè. Đây, thông tin sản phẩm đây. Và đặc biệt nè, cái dòng sản phẩm này anh em có thể đo được hai hệ nha. Hệ mm anh em đo ở hàm phía dưới giúp em, và hệ in anh em đo được ở hàm trên giúp em nha. Rất là tiện luôn ha. Anh em đo theo hệ mm nè, hệ in nè, đều ok hết nha. Như vậy thì cây này anh em có thể đo lớn nhất là 20cm và hệ in là lớn nhất là 8 in nha. Các cái góc cạnh chi tiết là còn ok hết ạ. À, các vân vạch số này nè là được khắc chìm nha, được khắc chìm nên rất là bền anh em, rất là bền màu trong quá trình anh em mình sử dụng nha. À, em mở hàm cho anh em xem nè, đây chốt đây, hàm là còn ok luôn ha. Mở ra vào thì cũng trơn mượt nha em. Rồi, khi mà đóng khít hàm lại nè. Rồi, hai hàm đều ok nha. Rồi, ở sau này nè, em thấy có cái tem ha, có một cái tem dán ở đây, có cái bảng quy đổi các cái hệ số của nó. Đấy, nó có thêm cho anh em mình quy đổi, mình dễ theo dõi nha. Rồi, anh em chốt cái cây này, báo giúp em là mã số 5. Ở chỗ em mưa hơi lớn nè. Mã số 5 clip 38 ha, giá là 360.000. Chỗ em mưa hơi lớn, em không biết là khi mà em quay video như thế này thì âm thanh có nghe rõ không. Có gì anh em mình thông cảm ha. Rồi, mã số 6. Mã số 6 giới thiệu anh em mình là một cái khóa tự động của nhà Snap-on, tự động hai đầu vòng ha, đầu 3/8 và đầu 7/16 nha. Đây thì hình thức anh em xem qua này, cũng còn rất là ok luôn, không có dấu hiệu nứt vỡ tuôn gì hết nha. Tuy nhiên cây này là hệ in, anh em nào mình dùng cho những cái máy móc ở nước ngoài hoặc là anh em mình chuyên sử dụng hệ in thì mình tham khảo qua cái cây này nha, hàng của Mỹ rất là chất lượng luôn. Rồi,
hoạt động là ok nha anh em. Không tuôn không nứt gì hết ha. Và cây này chiều dài của nó em đo được là 14 cm ạ. Các cái đầu khóa nè. Ok nha anh em. Rồi. Anh em mình chốt hàng, báo giúp em mã số 6. Clip số 38 nha, giá là 150.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 7. Mã số 7 ở đây em có một cây cây khóa tớp ha. Size số nhỏ nè, size số 8-10 nè. Số này thì rất là ít gặp ha. Anh em nào mình thường xuyên sử dụng số 8-10 hoặc là trong bộ sưu tập mình chưa có số này. Đây, anh em mình có thể tham khảo. Và cây này là cây dòng nghiêng nha. Cây dòng thân nghiêng nha anh em. Đó. Của nhà tớp, hàng của Nhật ha, Japan. Hình thức thì cũng ok, tương đối ok. Có một số vị trí nó hơi ố của sắt thép để lâu ngày nè, ố gỉ nhẹ thôi, nhưng mà không vấn đề gì nha. Em thấy là còn hoạt động là ok, ngon lành hết nha. Rồi anh em xem các cái vòng khóa của nó này. Bên trong nó nhỏ quá, máy nó không có vệ sinh tới anh em. Chứ cái vòng khóa nó còn ok hết nha. Các cái răng khóa nó còn ok nha anh em. Này, hoạt động là nhẹ nhàng, ngon lành. Đó. Tương tự đầu số 10 bên này cũng vậy. Ở bên ngoài thì có các cái vết ố gỉ nhẹ thôi, cái răng bên trong là còn rất là đẹp nha. Đó, hoạt động là trơn tru, ngon lành hết ha. Đây, dòng nghiêng. Dòng nghiêng này thì nó sẽ giúp cho anh em khi mà mình mở những con bu lông nè, những con ốc ở cái vị trí này. Đó, anh em thấy không? Nó sẽ nghiêng một góc so với cái mặt phẳng bên dưới khi anh em mình siết vặn nè, không có bị vướng cái phần tay của mình vào nha. Tương tự cái đầu bên này cũng vậy nha anh em. Phần nghiêng này thiết kế rất là ok ha. Cây này thì chiều dài của nó em đo được là gần 12 cm nha nè. Gần 12 cm nha. Rồi, anh em chốt cây này thì báo giùm em mã số 10. Sorry anh em. Anh em chốt cây này báo giúp em mã số 7. Clip số 38, giá là 150.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một cây khóa tự động của nhà tốt ha. Cây này thì với hai cái đầu số của nó là 13 và 17 nha anh em. Thì hình thức là cũng ok, ngon lành hết nha. Hoạt động thì trơn tru, không có dấu hiệu nứt vỡ hết nha. Đặc biệt những cây khóa em bán sẽ rất là kỹ về cái phần nứt vỡ nha. Tại vì những cây mà nó bị nứt hay vỡ rồi á thì anh em mình rất là khó sử dụng và cái độ bền sau này nó sẽ không cao. Ở đây, cái đầu số rất là đẹp ha. Đầu bên này cũng rất là đẹp luôn nè anh em. Đó, rồi, về hoạt động này. Ngon lành luôn. Đầu 17 nè. Ok luôn ha nè. Chiều dài của cây này em đo được là 18,5 cm ạ. Rồi, anh em chốt cây này thì báo giùm em mã số 8 nha. Clip số 38, giá là 180.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 9. Ở đây em có một cây kìm Mary size nhỏ nha. Một cây kìm Mary size nhỏ, hàng cổ Nhật nha nè. Cây này thì hình thức nó khá nha, hình thức nó khá thôi. Nhưng mà em thấy cũng còn sử dụng ok, giới thiệu cho anh em mình mua về sử dụng ha. Cây này thì về phần tay cầm thì rất là đẹp nha. Phần cán cầm này thì cán rất là đẹp. Thì anh em biết hàng của Mary á, người ta làm phần cán rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Trên phần cán là có các cái độ G nè.
Đấy, anh em mình cầm rất là bám tay. Mary ha, Chopin. Tương tự bên này cũng vậy, Mary Chopin. Rồi, tuy nhiên trên bề mặt của nó như anh em thấy này, thông tin của nó thì cũng còn đầy đủ ha. Mary, cái dòng số 1050, có cái logo Zip nội địa của Nhật. Tuy nhiên em nghĩ là cây này có thể là hàng để ngồi mưa, ngồi nắng anh em, không có tránh khỏi các cái vị trí nó bị oxy hóa ha. Đây, nó hơi bị rỉ sét nè, trên bề mặt nè. Đây, nên nhìn nó có thể là cái ngoại hình nó không được đẹp lắm anh em. Phần hàm của nó đây thì có cái dấu dùng lướt rồi, nó cũng có dấu cấn nha. Tương tự bên này cũng vậy, đó, có dấu cấn ha. Rồi, nó có một cái hàm tròn để vặn các cái vật có dạng tròn nè. Đó. Rồi, cái lưỡi cắt của nó thì cũng không khít. Nó khít cái phần ở dưới, anh em thấy không ạ? Tuy nhiên cái phần ở trên nè, nó hơi hở nha. Đó. Cái này anh em mình về mình có thể mình dũa lại, hoặc là mình có thể cắt dây điện ở phần dưới, hoặc là mình dùng để mình cắt kẽm ha. Cây này thì nhỏ nhỏ anh em mình sử dụng trong gia đình. Phần cán thì nguyên vẹn hết, anh em cầm ngon lành rồi nha. Cái cây này em nghĩ là anh em mua về sử dụng nha. Chiều dài của nó là 16,5 cm ạ. Giá em đang bán là 100.000. Mã số 9 ạ, clip số 38. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 10. Mã số 10 giới thiệu cho anh em một cây kìm bấm của nhà Grabman nha. Và cây này là dòng tự động nha anh em, auto lock ha, made in USA. Đó. Cây này hình thức nó thì em cũng đánh giá ở mức khá nha. Cái ngoại hình của nó thì nó có cái vấn đề ở đây, cái nước gam màu đen của nó bị tróc nha, nó bị trầy ở đây ha. Đó, nó bị trầy nước gam thôi, không có bị nứt hay là vỡ gì hết nha. Đấy, các cái chốt là còn nguyên vẹn luôn. Tuy nhiên cái nước gam màu đen như thế này nè, nó bị trầy. Đó. Tuy nhiên hoạt động là còn ok, ngon lành, nên là cũng giới thiệu đến anh em. Và cây này là cây size khoảng là 7 inch đó anh em, size khoảng là 7 inch đó, nên cầm trên tay nè, khá là vừa vặn nha. Nó không có quá lớn nha anh em. Cây này là cây size trung nha. Rồi, Grabman được dập chìm trên này nè em, hơi khó thấy tí nha. Rồi, cây này cái tính năng tự động của nó em thì có giới thiệu qua nhiều video, nếu mà anh em theo dõi thì mình cũng có thể dễ dàng nhận thấy ha. Thì với cái tính năng tự động này nè, thì ở trong này nó có một cái bộ điều khiển anh em, bộ điều khiển là so cái thiết kế riêng của hãng á, để anh em mình có thể kẹp cái vật có độ dày khác nhau, nó đều kẹp thao tác nhanh được nha. Mình không có cần điều chỉnh cái núm vặn ở sau truyền thống như những cái hàng thông thường ha. Thì em ví dụ nè. Rồi, trước khi em test thì em cho anh em xem cái phần hàm của nó nha. Đây, phần hàm cũng còn rất là ok luôn nha. Rồi, ví dụ như anh em kẹp một cái vật mỏng này, đây một cái thước lá mỏng này. Đó, anh em mình kẹp lại ha. Đó, bên trong nó sẽ có cái sự tính toán của nó là nó cũng kẹp vừa phải luôn. Đó, rất là chắc chắn nha. Anh em mình không phải điều chỉnh gì hết nha, không phải còn điều chỉnh hàm gì hết nha. Rồi, anh em mình kẹp vật mà có cái hàm nó rộng hơn, nó dày hơn ha. Em ví dụ là cái khóa của nhà top đây. Đó, anh em sẽ thấy cái phần hàm nó dày hơn nè. Đó, thì anh em mình cũng để vào, mình không còn phải điều chỉnh gì hết á, mình chỉ cần để vào thôi. Rồi, và mình bấm siết lại ha. Đó, nó sẽ có cái độ tính toán. Rồi, nó kẹp cái độ dày cỡ này ha. Rồi, cũng rất là chắc chắn luôn, không rơi rớt gì hết nha nè, rất là chắc luôn ạ. Đó là cái tính năng tự động, giúp cho anh em mình thao tác rất là nhanh gọn luôn nha, rất là nhanh gọn ha. Rồi, cây này thì ngoại hình thì như em nói rồi, một số vị trí nó bị trầy cái nước gam, điển hình là cái mặt bên này anh em rất là dễ nhận thấy này.
còn lại là các chi tiết là còn rất là ok. Phần thép thì chắc chắn, các con chốt thì rất là chắc chắn luôn, và cái tính năng tự động hoạt động rất là nhạy luôn. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em ha. Mã số 10, clip số 38 ạ, giá là 550.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 11, giới thiệu anh em mình một cây vít nhấn của nhà và Vassel nha, hàng của Nhật nha nè. Một cây vít tự động nha. Cây này thì nó có hai chức năng, vừa là tự động vừa là có cái dạng nhấn nha. Đây, cây này là của Vassel nè. Đây, với cái cấu tạo của nó, cái phần cán anh em là bằng gỗ nha, phần cán là bằng gỗ, có cái nước sơn đỏ nha. Em làm sạch nước sơn rồi, như thế này anh em thấy cái vân gỗ nó hiện ra rất là đẹp nè. Rồi, phần cấu tạo phần thân nó là bằng thép ha. Rồi, tính năng tự động nè. Cái này thì anh em mình để cái mũi vào mình xoay thì mình dễ nhận thấy được cái tính năng tự động ha. Đây, rồi đảo chiều nè. Đó, rồi khóa tính năng tự động thì ở cái nút giữa giúp em. Rồi, lúc này thì không có xoay được bên nào ha. Rồi, ngoài ra cây này còn có cái tính năng cái tính năng nhấn nha. Khi anh em mình nhấn thì vít nó tự động xoay vào hoặc mở ra nha. Tính năng này thì anh em mình cầm cái khóa này nè, mình mở ra giúp em. Đó. Nó rất là nhạy nha anh em, rất là nhạy và nó bung rất là mạnh á. Thì anh em mình sử dụng thì mình lưu ý là mình cẩn thận giúp em. Rồi, khi anh em mình gắn cái mũi vít nè vào á, mình chỉ cần nhấn xuống nha. Đây. Đó, anh em mình chỉ cần nhấn xuống nha. Đó, là cái mũi vít nó sẽ quay nha nè. Và đảo chiều lại nè. Hoạt động rất là nhạy, rất là nhẹ nhàng nha nè. Ở đây em không có dám làm mạnh, tại vì nó bị hỏng cái miếng da của em ở dưới á. Rồi, khi mà nó dài ra như thế này nè, thì lúc này tổng chiều dài của cây vít á là 45cm nha. Rồi, mình không sử dụng đến cái tính năng nhấn này nè, thì mình thu lại giúp em nha. Rồi mình khóa lại. Rồi mình khóa lại thì nó trở về cái vị trí ban đầu như thế này ha. Thì lúc này tổng chiều dài của nó là 32cm thôi, khá là gọn gàng. Tuy nhiên anh em mình mua những cây này về thì mình cứ sử dụng cái tính năng nhấn của nó nha. Em thấy rất là tiện luôn. Anh em mình không có còn xoay cổ tay, nó rất là mỏi. Anh em mình chỉ cần nhấn vào, nhấn vào, nhấn vào, rất là dễ dàng, thao tác rất là dễ dàng, nhanh gọn luôn. Ở đây thì em không có bao gồm mũi nha. Mũi của nó là mũi 7 ly á, mũi tròn 7 ly. Thì anh em nào mình đang có cái mũi này nè, mình mua về mình sử dụng ha. Rồi, anh em mình chốt hàng báo giúp em mã số 11, clip 38, giá 170.000. Đây, giá của phần cán nha, không bao gồm mũi nha anh em. Mũi thì anh em mình mua giúp em ha. Mũi của nó là mũi tròn 7 ly, em nhắc lại nha. Rồi, em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 12, ở đây em có một cây vít dẹp nè, một cây vít dẹp của nhà Vassel, hàng của Nhật, với cái size rất là lớn nha, và có cái đầu hỗ trợ đóng nha. Thì anh em xem qua hình thức trước nè, hình thức này rất là ok luôn. Rồi, phần đầu mũi vít nè, rất là dày, cứng cáp và to nha. Nếu anh em mình về mình vặn mình sủi gì cũng được luôn. Ở đây có đầu trợ lực nè, anh em mình có thể dùng cờ lê để mình hỗ trợ siết vặn nè. Ở đây có đầu đóng này. Rồi, thông tin nè, thông tin thì nó hơi mờ tí nha anh em. Đây, vẽ sale nè, Product of Japan nè anh em, cái sản phẩm của Nhật ha. Cái phần cán bằng nhựa này nè thì còn rất là ok luôn, chưa có dấu hiệu nứt vỡ hết. Và cái nhựa loại này rất là cao cấp anh em, nó chịu lực, chịu nhiệt rất là ok nha. Đây, Japan ạ. Chiều dài của cây này em đo được là 32cm ạ, rất là dài.
và cái mũi của nó là mũi 9 ly nha anh em, 9 ly. Đây anh em, 9 ly rất là lớn luôn. Anh em nào thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 12 ạ. Clip 38 giá 150.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 13. Mã số 13 thì ở đây em có hai cái cây vít ba ke của nhà bà sale luôn ha. Vít này là vít dạng hồ lô. Và ở đây em có đi kèm cho mình là một cây vít ba ke BH1 và một cây vít ba ke BH2, là hai cái size cơ bản và thông dụng mà anh em mình hay sử dụng á. Đó, em đi một cặp như thế này ha. Cái này nó có từ tính, nó hơi hít tí, anh em thông cảm nha, từ tính ở đây nè. Để nó giúp cho anh em mình hút những cái con ốc, những cái con vít á, nó dễ dàng ha. Cây nhỏ này á thì chiều dài của nó là 18 cm ạ. Và cây lớn thì chiều dài của nó là 24, khoảng 25 cm nha nè, khoảng là 25 cm nha. Đây, đây là cây BH1 ha. Cán được thiết kế cách điện bằng nhựa và cao su. Chaben nha. Đây, được in nổi ở đây anh em thấy không ạ? Rồi, đầu mũi vít nè thì cũng còn rất là ok, để anh em mình tiếp tục vặn mở nha. Rồi, cây này thì là ba ke BH2. Đây, Chaben ha. Phải sell. Rồi, cũng là cán cách điện bằng nhựa và cao su. Cái phần cao su màu đỏ này họ thiết kế các cái vân caro cầm rất là bám tay nha. Anh em mình vặn siết nó dễ dàng. Đầu mũi vít này, nó thì cũng còn tương đối ok. Các cái mũi là, các cái cạnh là còn rất là sắc ha. Để cho anh em mình tiếp tục sử dụng. Em bán một cặp là hai cây ha. Đây, anh em mình làm thợ hoặc là anh em mình sử dụng gia đình đều ok nha. Và cặp hai cây này thì em đang bán với giá là 150.000 cho hai cây. Mã số 13, clip số 38 ạ. Em qua mã tiếp theo. Mã số 14. Ở đây em có một cây vít lùn tự động ha, một cây vít lùn tự động. Cây này là của hãng Sunflat nha anh em. Sunflat cũng là một cái thương hiệu về vít rất là nổi tiếng của Nhật nha. Chaben ạ. Nếu mà nói về các cái loại vít của Nhật thì em thấy khá là nổi tiếng về cái nhà Bessel nè, nhà KTC nè và cả nhà Sunflat này nha anh em. Ngoài ra còn có Annette nữa ha. Thì em thấy bốn cái thương hiệu đó khá là nổi bật. Đi kèm cái cây vít tự động đây nè, thì em có đi kèm cho mình một cái mũi vít hai đầu, một đầu ba ke và một đầu vít dẹp nha. Rồi, đây là phần cán ha. Phần cán thì ở đây thiết kế là bằng nhựa nè. Rồi, trong cái này là bằng thép ha, cái khung này bằng thép. Thì phần nhựa em thấy nó có một số vị trí nó chày xước nhẹ bên ngoài thôi, đảm bảo cho anh em mình là không nứt vỡ. Tính năng tự động thì hoạt động ok, ngon lành nha. Rồi, khóa tính năng tự động nè. Đây, khóa lại ha. Cái đầu này là đầu, anh em có thể cắm các cái chui mà có lục giác 6.35mm thì anh em có thể kết nối vào. Anh em mình có thể kết nối các cái mũi vít khác nhau, các cái mũi vít các size khác nhau, hoặc là các cái mũi hoa thị, mũi lục giác. Em thấy họ thường bán nguyên một bộ anh em, nguyên một bộ là gồm là vít này, lục giác này, hoa thị này, rất là tiện luôn. Anh em mình mua về và mình kết nối mình sử dụng thôi ha. Một cái cán vít này anh em sử dụng rất là nhiều các cái loại mũi khác nhau, rất là tiện luôn nha nè. Chiều dài của phần cán này á là 8 cm nha, riêng phần cán là 8 cm. Cái bi giữ của nó này cũng hoạt động rất là ok luôn. Đây, khi mà em gắn cái phần mũi vào nè thì anh em thấy ha, không có bị rơi rớt nha nè, không bị rơi rớt nha. Cái phần bi giữ rất là ok. Và cái độ dài phần mũi thì tùy chỉnh vào anh em thôi. Anh em mình còn mũi dài ngắn chung khác nhau thì mình cứ kết nối vào đây mình sử dụng ha. Những cái cán vít ngắn này thì anh em có thể sử dụng từ size chung đến size nhỏ là ok nha. Rồi, anh em chốt hàng báo giúp em mã số 14, clip số 38, giá là 150.000. Em qua mã tiếp theo.
mã số 15. Đây, 15 giới thiệu anh em là một cái con giọi của nhà Tajima, hàng của Nhật nha anh em. Đây, con này thì hình thức cũng còn rất là ok luôn. Đi kèm cho mình là một cái quả giọi bằng đồng, rất là đẹp nha. Cái phần cấu tạo phần vỏ ở trên là bằng nhựa nha anh em, bằng nhựa nha. Thì trên bề mặt cũng có những cái vết chày xước nhẹ nha, nhưng mà không có đáng kể đâu. Đảm bảo cho anh em mình là không có vỡ, không có nứt gì hết nha. Nhựa cao cấp nha nè. Rồi, Tajima. Còn cái thông tin còn lại là của hãng nha. Đây 4.5m, có nghĩa là cái dây con giọi này nè. Dây này nè, đó, anh em mình sử dụng là khoảng 4,5m ha. Rồi, ở đây có từ tính có 500 luôn nè anh em. Bám rất là ok luôn á. Đây, ok ha. Ngoài ra ở đây có cái độ nè, có cái gì đây, cái vòng quay này em cũng không rõ lắm ha. Rồi, chỗ này có cái nút làm dấu nè, đó, rất là nhọn nha đây, rất là nhọn nha em, mình chú ý an toàn khi mà mình sử dụng nha. Rồi, bên trong này là chứa dây, đây dây bên trong đây nè, kéo ra ha. Rồi, đây là con giọi nè, em thấy bằng đồng, ở dưới thì nó bằng cái gì anh em. Rồi, về kích thước cơ bản của cái sản phẩm này thì bề này em đo được là 9cm nha. Bề này tính luôn cái chui bấm đây nè thì khoảng là 11cm ạ. Độ dày của nó thì khoảng là 2,4cm ạ. Và con giọi này nè, con giọi này thì độ cao của nó là khoảng 7cm nha anh em. Và cái đường kính này nè, đường kính này thì khoảng là 3,5cm ha, 3,2, 3,5 gì đó. Dây nè, dây bên trong rất là chắc chắn luôn nha nè. Anh em thấy cái sản phẩm này phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 15, clip số 38, giá là 200.000 ạ. Em qua mã tiếp theo. Mã số 16, 16 và 17. Ở đây em có hai cái kéo ha, hai cái kéo dạng kéo tỉa nè, dạng kéo tỉa kéo bầu nhỏ ha. Đây thì thích hợp cho anh em mình làm bonsai nè, để mình tỉa cây, tỉa tán nhỏ này, các cái cây bonsai của mình này. Đây, mọc truyện ở đây nha nè. Thì hình thức này em thấy thì cũng nguyên vẹn hết ha. Phần lưỡi thì cũng đã qua xử lý rồi, cắt khá là sắc bén luôn. Đây, phần lưỡi đây. Này đã dính keo rồi đó. Đây, lấy ra ha, cho anh em xem là phần lưỡi rất là ok luôn. Kéo hoạt động là ngon lành nha. Chiều dài của cây này thì em đo được là 17,5cm nha. Rồi, em thử cắt qua giấy cho anh em xem ha. Đây, kéo cắt khá là ngọt luôn rồi nè. Em cắt từ đầu lưỡi cho tới hết cái phần lưỡi ha. Đó, anh em thấy là cái vết cắt sắc sảo nha. Và cái phần lưỡi này nè, anh em cắt có cái độ dài dài là khoảng là 4,5cm nha, 4,5cm nha nè. Mã số 16, clip 38, giá 150.000. Em qua mã tiếp theo. Mã 17, cây này thì size nó lớn hơn, mũi kéo nó dài hơn tí này. Đây, mọc truyện ở đây ha. Thì hình thức cũng còn rất là ok luôn nha nè, anh em mình tiếp tục sử dụng nha. Cây này thì cái phần cán còn khá là mới, cái nước ga màu đen á, em thấy rất là đẹp ha. Đây, còn nguyên vẹn luôn. Mọc truyện đây, phần lưỡi kéo đây anh em. Kéo này thì rất là thích hợp cho anh em mình làm bonsai. Và có một số anh em mình á, mình mua kéo này về để mình làm cá anh em, thì em thấy cũng rất là ok đấy.
19 cm nha, 19 cm, và cái phần lưỡi là 5 cm nha nè, phần lưỡi cắt là 5 cm nha. Tại vì em có bán cho một số anh em, họ về họ không làm bonsai mà họ dùng để làm cá anh em, các cái đầu mũi nhọn này vào làm các cái mang rất là ok luôn, và cái lực cắt của nó mạnh á, nên là làm thao tác nó nhanh chóng dễ dàng. Anh em xem với cắt rất là sắc sảo, rất là đẹp ha, từ đầu mũi cho đến cuối mũi nè, ngọt ngào luôn. Rồi, mã số 17 ạ. Clip số 38 giá 170.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 18. Ở đây em có một cái đá mài nha, một cái đá mài dao kéo. Hàng của Nhật nha anh em. Thông tin là của nó đấy ha. Cái độ nhám của nó này 180-320 này. Rồi, ở sau có một số cái thông tin. Đây, mã vạch, mã code đây ha. Em lấy cái cây hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng nha nè. Hãng của nó là hãng Okuma. Okuma ha. Đây, bên trong thông tin đây nè. Này nó chưa có khui nha, còn mới nguyên, chưa có khui. Đó, anh em nào mình thấy cái độ nhám nó phù hợp về sử dụng trong nhà bếp của mình, anh em ủng hộ ha. Về kích thước nè, bề này em đo được là 20 cm, bề này em đo được là 4,8 cm, và chiều cao của nó là 2,5 cm ạ. Hai mặt nha, hai mặt nó phân cách bởi hai màu khác nhau, và độ mịn cũng khác nhau, độ mịn là 180 và 320. Nguyên vẹn ha, không bể nứt gì hết. Rồi, anh em chốt con này. Báo giúp em mã số 18 nha. Clip số 38 giá là 150.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 19. Giới thiệu cho anh em một cây đục nha, một cây đục. Cây đục gì đó anh em, hàng của Nhật ha, Japan. Cây này là cây mã H4 nha. Thì hình thức cũng còn nguyên vẹn luôn anh em. Nguyên vẹn hết ha. Hai cái đầu độ của nó là còn ok luôn này. Chất thép của Nhật thì khá là cứng cáp nè, cầm lên tay cái cây này nó nhỏ nhưng mà khá là nặng tay, đầm tay anh em. Chiều dài của nó thì em đo được là 16 cm ạ. Anh em nào thấy phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 19, clip số 38 ạ, giá 100.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 20. Mã số 20 ở đây em có một cái bộ cờ lê miệng ha, một bộ cờ lơ miệng hai đầu của nhà Tôn nha anh em, hàng của Nhật nha. Đây, đây hàng của Nhật, logo ship đây. Bên trong thì có thông tin đầy đủ hết ha, tất cả là đều của chung một hãng nha anh em, chung một hãng Tôn hết nha. Đó, cái bộ của em nó sẽ bao gồm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây, một bộ 6 cây. Với cái size nhỏ nhất là size số 6 nè, 6 ly nè, miệng hàm 6 ly. Và lớn nhất là số 24 nha, 24. Rồi, có luôn cái khay giữ cho anh em nè, để mình cất chữ lưu, chữ bảo quản cho dễ dàng ha. Cây nhỏ nhất á, thì em đo được chiều dài là 10 cm nha, 10 cm nha nè. Và cây lớn nhất em đo được chiều dài là 22 cm ạ. Rồi, phần hàm miệng nè, thì em thấy hàm miệng cũng còn khá là ok nha nè. Đây, em có thể thấy được ha. Có một số dấu dùng rồi cấn nhẹ thôi, không đáng kể đâu. Đa phần là ok hết nha. Rồi, phần hàm miệng bên này nè.
Đó, hàm miệng là đa phần còn ok hết ha. Những cái phần hàm cắn nó không có đáng kể nè. Rồi em lấy ra cho anh em xem nó kỹ hơn. Cây nhỏ nhất nè em là số 6 và số 7 nha. 6-7 hàng của Tôn, logo Zip đây nha. Rồi số 8 và số 10 Tôn, logo Zip nha. Số 11 và 13 đây của Tôn, logo Zip đây. Số 12 và 14 đây của Tôn, logo Zip đây nha. Số 17 và 19 hầu như là những con số thông dụng là nó có hết nha anh em. Tôn, logo Zip đây. Và cái cây cuối cùng cũng là cái size lớn nhất là 22 và 24 hàng của Tôn, logo Zip đây nha. Đó. Nguyên trọn bộ 6 cây ha, từ số 6 cho đến số 24. Có luôn kèm cái phần khay giữ này. Rồi, để nó hạn chế mất cái thời gian của anh em á, thì em sẽ ráp lại sau nha. Anh em chốt hàng thì báo giùm em là mã số 20, clip số 38, giá là 300.000 cho bộ 6 cây này nha anh em. Em qua mã tiếp theo ạ. Rồi, mã số 21, giới thiệu cho anh em một cái cây con chip tự động của nhà Sinet nha. Nhà Sinet, Sinet là một cái thương hiệu của Nhật. Tuy nhiên những cái dòng sau này thì nó chuyển công nghệ sản xuất qua Đài Loan ha. Thì hình thức cây này khá là đẹp nha anh em. Chất lượng thép cũng rất là dày dặn và cứng cáp luôn. Thiết kế dạng cán tròn, anh em mình cầm rất là thuận tay ha, rất là bám chặt tay, rất là ok luôn. Để mình vặn siết nè. Rồi, đầu kết nối khẩu của nó là đầu 3/8 nha. Và đối với cái dòng này nè, họ thiết kế một cái nút nhấn nhả khẩu nhanh như thế này đó. Nó giúp cho anh em mình khi mình gắn khẩu vào hoặc mình lấy khẩu ra thao tác rất là nhanh, không có phải là dùng cái lực siết mạnh để mà mình đắp vào hoặc là mình rút ra đó. Như vậy nó vừa nhanh cũng vừa bảo vệ được cái đầu kết nối khẩu của mình, nó bền bỉ ha, sử dụng nó bền hơn. Cây này thì hình thức đẹp nè, nước suy rất là đẹp luôn. Đảo chiều nè anh em, rất là ok ha. Rồi, chiều dài của cây này thì em đo được là 19,5 cm ạ. Anh em mình chốt hàng báo giúp em mã số 21 nha. Một cây còn siết thao tác nhanh với cái hình thức khá là đẹp luôn, làm việc nó nhanh chóng gọn gàng. Em qua mã tiếp theo. Mã số 22 cũng là một cái cây còn siết của hãng Sinet luôn anh em. Tuy nhiên cây này thì với cái đầu của nó này thiết kế gật gù nha, anh em có thể chuyển hướng bẻ hướng được ha. Và cái thiết kế của nó, cái tay cầm của nó sẽ ngắn hơn ha, nó ngắn hơn đây, vừa đủ để cho anh em mình vặn siết thôi. Rồi, tính năng tự động cũng ngon lành luôn. Đó, ok nha nè. Rồi, ở đây cũng có nút nhấn nhả khẩu nhanh nè, giúp cho anh em mình thao tác khi mình gắn khẩu vào hoặc là lấy khẩu ra, thao tác rất là nhanh gọn luôn ha. Chiều dài cây này thì em đo được chỉ khoảng là 14 cm thôi nha nè. Đây, đầu nó có thể điều chỉnh được ha. Đầu kết nối cũng là 3/8 anh em nha, 3/8 ạ. Tính năng tự động thì hoạt động ok, ngon lành. Mã số 22, clip số 38, giá 150.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Tiếp theo mã số 23 ạ. 23, ở đây em có một cái tay còn siết lực nha. Cây này là còn siết lực cố định nha anh em, của nhà KTC, hàng của Nhật nha.
Này, KTC này em thấy cái thiết kế của nó khá là dày dặn và cứng cáp luôn ha. Cây này cái lực siết cố định của nó là 108 Nm, là khoảng 10 kg nha em, khoảng 10 kg. Cái lực nó cũng khá là lớn nên là anh em thấy thiết kế của nó khá là to và dày dặn cứng cáp ha. Đầu kết nối khẩu là đầu 1/2 nha em, đầu 1/2. Đây KTC, cái mã của nó này WAMBA 108 ha. Đây, hàng của Nhật, Made in Japan, đầu của nó đây. Tính năng tự động nó hoạt động ngon lành nha. Rồi, ở đây cũng có cái nút nhấn nhả khẩu nhanh luôn nè. Đa số những cái dòng cao cấp họ bây giờ họ thiết kế những cái nút nhấn nhả khẩu nhanh như thế này hết ha. Để cho anh em mình thao tác nó vừa nhanh gọn, vừa bảo vệ được cái đầu khẩu, đầu tiếp nối của mình ha. Rồi, phần thân thì bằng thép nè, khá là dày dặn và cứng cáp luôn. Trên này còn luôn tem của sản phẩm, nó có thông tin nè, anh em mình tham khảo ha. Về phần cán thì nó được bọc cao su nha, được bọc cao su ở phần cán cầm. Cầm khá là chắc chắn, êm nha nè. Cao su này cũng rất là mềm nè, chưa có dấu hiệu chai cứng gì đâu. Còn ngon lành luôn, cũng rất là chắc chắn bám vào cái phần thép này nè, không có bị trơn tuột, chặt ruột gì hết nha. Đó, này mình để ý kỹ ha. Rồi, cây này thì tổng chiều dài của nó em đo được là 42 cm ạ. Cầm lên tay khá là nặng tay luôn nha em, khá là nặng ha. Rồi, ở đây em lấy một cái đầu khẩu, em test cho anh em xem này. Đây, để mình sử dụng là mình nhấn nhẹ cái nút này nè. Đây, là mình lắp cái phần khẩu vào ha. Rất là nhanh chóng, dễ dàng luôn, không có dùng thao tác mình đẩy vào nó rất là cứng ha. Rồi cái lấy ra đây nè, anh em cũng cần nhấn cái nút này đó, nó sẽ tự động nó nhảy ra rất là nhẹ luôn. Đấy, thao tác rất là nhanh gọn ha. Rồi đối với cái lực 10 kg này, anh em mình có thể sửa các cái dòng xe, các cái dòng máy tầm trung đổ lên nè. Đó, anh em mình thấy phù hợp mình ủng hộ em nha. Mã số 23, clip số 38 ạ, giá 650.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã 24. Mã 24 trong video á nè. Thì ở đây em có một cái bộ khẩu của nhà Sinnet nha, bộ khẩu của nhà Sinnet. Sẽ bao gồm là, anh em đợi em tí ha, để em di chuyển lên để anh em mình dễ dàng. Rồi, đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11. Nó sẽ bao gồm 11 chi tiết, trong đó có 10 đầu khẩu và một cái đầu chuyển khẩu nha, và một cái đầu chuyển khẩu, tất cả là của hãng Sinnet ha. Sorry anh em, nó sẽ có một cái đầu này là của hãng Tone ha, cũng là hàng của Nhật luôn nha anh em, của hãng Tone, hàng của Nhật luôn ha, logo Z đây. Tại vì trong cái bộ của nó thì nó không có đầu 19, mà em thấy đầu 19 thì khá là quan trọng trong công việc của anh em, nên là em lấy một cái đầu hãng Tone. Cũng có đầu kết nối là 1/2 luôn, em để vào để cho anh em mình có thể mình sử dụng ha. Rồi, các cái đầu khẩu của hãng Sinnet thì nó sẽ có dạng là đầu lục giác nha em, đầu lục giác nha. Rồi, và tất cả các khẩu này đều có cái đầu kết nối vào là 1/2 nha em. Đầu tiên này là một cái chuyển khẩu nè, anh em chuyển từ đầu 1/2 xuống 3/8 nha. Hình thức này cũng nguyên vẹn luôn ha. Rồi, cái khẩu này này thì nó bắt đầu từ số 12 nha, số 12 của hãng Sinnet. Hình thức đẹp nha em, hình thức đẹp ha, nước xi sáng đẹp, cứng cáp.
Ê, nãy giờ em lại quên đọc các cái con số của nó ha. 12 nè. 13 nè nè. 14 ha. Và 17. Như ở đây mình có là 5 5 khẩu với số là 12, 13, 14, 17 nha. Rồi tiếp theo. Số 19 của hãng Tôn như em đã nói ha, em đã giới thiệu qua ha. Mã số 21 ạ. Mã số 22. Mã số 24 ạ. Mã số 27 ạ. Và cuối cùng là mã số 30 nha, mã số 30. Như vậy em nói sơ lại về cái bộ sản phẩm này một tí nữa ha. Nó sẽ có 11 chi tiết, trong đó có 10 đầu khẩu với các số nè, em đọc lại ha. 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 và 27 ha. Rồi, và ngoài ra còn có một cái đầu chuyển từ 1 phần 2 sang 3 phần 8. Một bộ như thế này ha. Rồi, 11 chi tiết này em đang để với giá là 400.000 nha nè. Đây, anh em mình chốt hàng báo giúp em mã số 24, clip số 38, giá 400.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 25. 25 giới thiệu cho anh em mình một cây búa đinh nha, của nhà Đốc Du nha nè. Cây búa đinh của nhà Đốc Du. Cây này là em thấy theo cái nhận định của em á, có thể là hàng rất ít sử dụng, hàng dùng lướt thôi. Tuy nhiên hàng để lâu ngày ha, hàng này nó cắn hàng kia nên là cái chỗ này cái nước sơn của nó bị chóc nha, nó bị chóc nước sơn. Nên em sẽ thấy cái lốm đốm đen tím ha. Đó. Rồi, tuy nhiên các cái cấu tạo còn lại rất là ok luôn. Đầu tiên là về phần đầu búa này, tem là còn trên này luôn nè. Rồi, cái mặt búa này. Đó, cái vân phay tròn nó còn hầu như là nguyên vẹn luôn, cho thấy là búa rất ít sử dụng ha. Rồi, đầu nổ nhổ nảy đinh đây. Rồi, phần thân cán bằng thép này. Không có dấu hiệu cắn mớp cong vênh gì hết. Nguyên vẹn luôn. Nó chỉ chóc với nước xi thôi ha, nước sơn thôi. Rồi, cái phần cán là cán bằng cao su. Đốc Du ha, made in Japan. Đây. Phần cán cũng nguyên vẹn luôn, không rách, không nứt, không chai, không cứng gì hết nha. Đây, còn sử dụng là ngon lành. Đối với các cái dòng búa đây nè, anh em mình cầm rất là êm nha. Và khi sử dụng á, khi anh em mình đóng lật xuống, nó sẽ có xu hướng của cái búa nó trượt ra nha. Ở đây nó có cái dạng G như thế này nè. Đó. Nó giữ lại nè, nó giữ cái phần tay cầm của anh em mình lại rất là an toàn luôn trong quá trình anh em sử dụng nha. Rồi, cái búa này thì em thấy nó size trung á, khá là vừa vặn luôn. Anh em mình sử dụng gia đình hoặc là anh em mình làm thợ sử dụng thì đều ok. Chiều dài là 34,5 nè. Và cân nặng. g anh em. Hơn nửa ký ha, hơn nửa ký một tí. Đấy, cầm lên tay khá là vừa vặn luôn, không quá nặng cũng không quá nhẹ ha. Vừa đủ lực luôn. Anh em chốt hàng bảo giúp em mã số 25. Clip số 38 giá 200.000. Cho anh em mình mua về sử dụng. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 26. Mã số 26 ở đây em có một cái cây cắt ống nha. Một cái cây cắt ống size lớn ha, size lớn. Cây này là của hãng hãng gì đây? Hãng Drip gì đây nè. Đây. Hàng của Mỹ ha, một cái thương hiệu nội địa Mỹ nha nè. Size khá là lớn luôn. Và cây này là cái phần lưỡi của nó có thể điều chỉnh tự động luôn, rất là tiện cho anh em. Đây, thông tin của nó có một số thông tin nè. Drip ha. Đây, USA nha. Anh em có thể cắt ống từ 10 cho đến 63 mm. Đó. Cấu tạo là nguyên vẹn hết luôn.
Ở đây thì em thấy cái phần vỏ này nè, cái phần vỏ nó có dạng này nè, đây màu đỏ, cái phần màu đỏ là hợp kim nhôm anh em, hợp kim nhôm đây, hợp kim nhôm ha, không hết 500 rồi, nó nên là nó sẽ giảm cái độ nặng của cái sản phẩm này khá là nhiều. Còn các cái chi tiết còn lại là bằng thép nha nè, các chi tiết còn lại là bằng thép à, các chi tiết còn lại hết 500 ha, bằng thép ạ. Để đảm bảo cái độ chắc chắn nha. Ở đây nè, đây, để em kiểm tra lại cái cách sử dụng. Lúc nãy thợ có chỉ mà em quên mất rồi. À đây đây, đây. Đó. Ở đây có cái nút nhấn nè, anh em mình nhấn xuống ha thì nó sẽ tự động nó mình kéo cái phần hàm này ra được nha. Anh em xem kỹ các cái phần lưỡi của nó này, lưỡi là lưỡi zin luôn, của Mỹ luôn nha anh em. Đây hãng Riu ha. Đây USA. Bên trong này cũng vậy anh em. Em xem các cái lưỡi của nó là còn khá là đẹp luôn nha. Đây, không có dấu hiệu nứt vỡ mẻ gì quá sâu đâu. Đây, lưỡi như thế này là rất là ok luôn. Đây, phần lưỡi ở dưới đây ha. Đó, ok nha. Đây, anh em mình có thể đẩy một chiều lên nha, đẩy một chiều lên như thế này để mình điều chỉnh. Mình kẹp vào cái phần ống của mình ha. Đó. Rồi, để mà mình tăng đưa thì lúc này mình siết để cho nó có cái độ chắc chắn tốt hơn ha. Rồi, sau đó mình muốn nhả ra này, mình bấm cái nút này giúp em. Này, mình bấm nút này là tự động nó nhả ra ha. Thao tác rất là nhanh. So với những cái sản phẩm mà chỉ có cái tay quay thông thường như thế này thì đây mình vặn vào mở ra khá là lâu. Tuy nhiên những cái dòng này nó có cái tính năng tự động này rất là tiện luôn anh em. Rồi, khi mà em để cái hàm của nó mà khít sát vào nè thì lúc này tổng chiều dài của cây này em đo được là 39 cm nha nè, 39 cm. Phần cán chữ T này nó ra chiều dài là khoảng là 14 cm nha, 13,5 á, chính xác là 13,5. Rồi, này là cái sơn màu đỏ nha, em thấy sơn màu đỏ này có dặm lại nha nè, có dặm lại ha. Tuy nhiên em cũng kiểm tra rất là kỹ rồi, không có dấu hiệu nứt vỡ gì hết nha, không có nứt vỡ gì hết. Các cái chốt nè, các cái chi tiết này là zin của nó luôn. Đó. Đối với những cây mà lớn như thế này, để cắt được những cái ống size lớn như thế này mà thiết kế cái vỏ nhôm, thật sự là nó giảm cái trọng lượng khá là nhiều luôn rồi này, cầm lên tay khá là gọn luôn. Chứ như những cái cây này mà nguyên thép á ha là cầm không nổi, anh em cầm nó rất là nặng và thao tác rất là mỏi, cũng rất là khó khăn trong cái quá trình mình vận chuyển ha. Rồi, anh em nào thấy cái sản phẩm này nó phù hợp với cái công việc của mình, anh em ủng hộ em ha. Anh em có thể mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok. Mã 26 ạ, clip số 38. Và giá của cây này là 500 nghìn. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 27. 27 ở đây em có một cái kìm kẹp của nhà YGIP nè. Cây này là bao nhiêu R đây? Anh em đợi em kiểm tra tí ha. Cây này là 18R này, 18R, size lớn siêu to khổng lồ luôn. Cây này thì ngoại hình nó hơi cũ nha anh em. Anh em sẽ thấy cái ngoại hình hơi cũ. Hãng YGIP này, hàng của Mỹ nha. USA ha. Các cái dòng cổ được sản xuất tại Mỹ nha, vai ghép ạ. Thì đối với các cái dòng này nè thì anh em sẽ thấy cái chất lượng thép của nó rất là ok luôn, rất là ok so với những cái hàng mới bây giờ rất là nhiều ha. Đấy. À, tuy nhiên cây này thì nó cũng lâu đời rồi, cũng như là hàng có qua sử dụng nên là nó ngoại hình của nó anh em sẽ thấy nó hơi cũ nha, nó hơi cũ nè, có những cái vị trí nó chóc với nước xi này đó. Rồi, cũng như là một số vị trí nó dính những cái mối hàn như thế này. Anh em thấy không ạ?
Tuy nhiên em thấy thứ nhất là nó khá là lớn, rất là thuận tiện trong công việc của anh em, rất là lớn luôn, anh em mình có thể kẹp những cái đồ lớn nhỏ gì đều ok luôn. Và cái chất thép của nó rất là ok, hoạt động thì ngon lành, nên là cũng tiếp tục giới thiệu đến anh em. Những anh em nào mình thích cái độ cứng cáp cao nè, dày dặn, bền bỉ, mình không có quan trọng về cái ngoại hình của nó, thì anh em có thể tham khảo qua cây này. Anh em mình mua về làm trong công việc, phục vụ cho công việc của mình ha. Đây, chuẩn hàng của Mỹ nha nè, Made in USA nha. Cầm lên khá là nặng tay luôn nè. Tổng chiều dài của con này em đo từ phần hàm nè, đi ra đến cái phần cán là 45 cm, rất là lớn ha. Cái độ sâu mà nó có thể vào được á là 25 cm nha. Cái độ mà rộng nhất ở đây nè, mở ra này thì khoảng là 16,5 cm anh em. Sau đây anh em cái độ rộng của nó khi mà khép hàm nha. Đó. Rồi, ở đây anh em mình bấm lẫy mình mở ra thôi ha. Các cái chi tiết của nó rất là chắc chắn nha, không có rơ lắc gì hết nha anh em. Đây, bên trong lò xo con chốt là còn ok hết luôn ha, không có dấu hiệu nứt vỡ gì hết đây nè. Này, các cái chốt rất là chắc chắn nha. Đây, hàm miệng của nó đây. Đó, rất là lớn luôn. Khóa lại rất là chắc chắn nha. Con này nặng lắm đây, để em cân cái trọng lượng của nó ha. Cái này khoảng ký 2 á nè, 1 ký 2 ha. Chất thép dày dặn chất lượng lắm ạ. Anh em chốt hàng báo giùm em mã 27 nha. Clip số 38, giá là 450.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 28. Mã 28 em giới thiệu anh em mình một cái súng. Súng xịt gì đây nè. Đây. Em thấy cái mũi, phần mũi khá là dài. Cái này là của hãng Kinky luôn anh em. Kinky là một cái hãng chuyên về các cái đồ xịt bằng hơi á. Đó. Tuy nhiên cây này là nó phun cái gì ta? Nó phun dầu hay là phun hơi gì thì em cũng không rõ lắm anh em. Em thấy nó như thế này ha, thiết kế như thế này. Thì em có test rồi thì kín hơi nha nè. Nè, cái nút bấm này rất là nhạy này. Đây. Made in Japan ha. Rồi ở đây nó có các cái, ở đây nó có điều chỉnh này, này cái khớp nối vào này. Rồi ở dưới đây có kết nối với một cái bình đựng cái gì trước cái gì đó hay sao này, này ha. Rồi đây là một cái ống dài như thế này, cái vòi xịt này ha. Anh em nào thấy quen với cái sản phẩm mà mình có nhu cầu mình sử dụng, anh em mình mua về sử dụng ha, ủng hộ em. Chứ em thì chịu thua, em không biết cây này là cái gì hết. Cây này thì cái phần vòi của nó này, phần vòi của nó thì chiều dài là khoảng là 28 cm nha. Còn từ cái phần vòi đi vào đến cái phần tay cầm bên trong thì khoảng là 46,5 cm ạ. Rất là dài. Chiều dài đi từ cái này xuống thì khoảng là 18 cm này nè. Đó. Anh em lưu ý giúp em ha. Cây khá là dài. Cũng chắc chắn nha anh em, không có bị vỡ nứt gì hết nha, không có vỡ nứt gì hết. Ở đây nó dính sơn nè, màu đen đen này nó dính sơn thôi. Đây anh em mình có thể vệ sinh ra nha. Và anh em chốt hàng báo giúp em mã số 28, clip số 38, giá 500.000 cho cây này ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ.
Đằng sau còn khá là nhiều sản phẩm ha. Anh em cho phép em dọn các sản phẩm này xuống dưới nè, để em quay các cái sản phẩm khác nó chi tiết hơn cho anh em xem ha. Rồi, mã số 29 trong video này thì em có một cái máy nha, một cái máy khoan góc nha nè, một cái máy khoan góc. Máy này là của hãng Hitachi. Máy bên em bán á, là máy có hoạt động nha, máy hoạt động được nha nè, hoạt động ok, ngon nè. Để giới thiệu đến anh em mình mua về sử dụng ha. Một cái khoan góc cầm tay này, của hãng Hitachi. Đây, thông tin thông số của sản phẩm ở đây, anh em mình có thể tham khảo nè. Anh em sử dụng các cái dòng máy nội địa, anh em lưu ý giúp em là sử dụng điện 100V giúp em nha. Đây, thông tin thông số nó bằng chữ Nhật. Anh em mình không rành thì mình tra cứu thêm giúp em ha. Rồi. À, còn em sẽ khái quát sơ qua về cái sản phẩm này. Sản phẩm này thì bên em có test hoạt động rồi, chạy rất là êm, ngon lành. Rồi, ở đây có cái tay, các chi tiết đi kèm nè, thì có cái tay cầm nè. Đó, anh em mình có thể là mình vặn bên này, anh em mình thuận tay nào thì mình vặn bên đó ha, hoặc là bên này, đó tùy chỉnh vào anh em. Cái đầu mũi kẹp khoan này nè, thì anh em có thể sử dụng mũi khoan lớn nhất là 10 ly nha. Máy thì không có bị vỡ nứt gì hết nha. Cái phần vỏ này bằng nhựa. Này, đây là nút mở sử dụng nè, on off đây ha. Đấy, anh em chỉ cần đẩy lên là sử dụng. Ở đây có cái nút để anh em mình có thể thao tác nè, thao tác nhanh nè. Đây, cho máy chạy liên tục ha. Đó. Rồi khi không sử dụng nữa mình bấm nút này, nó sẽ trả về. Đó. Nó sẽ có hai chế độ đây. Và mở liên tục. Rồi. Đây phần cấu tạo chi tiết bên trong cũng như là cái phần thoát hơi thoát khí ra tản nhiệt ha. Ở này có điều tốc nha nè, anh em có thể điều các cái cấp số ha, cấp lớn nhất là số 5, nhỏ nhất là số 1. Rồi, dây nè, dây đi kèm, dây khá là dẻo luôn nè, khá là dẻo nha, cũng dày to lắm, chất lượng ha. Chui của nó là chui cắm dẹp nha, chui cắm dẹp nha, Hitachi ha, dây zin của nó luôn, chưa có qua sửa chữa hết á. Tuy nhiên cái phần dây này nè, có một cái điểm nhỏ ở đây, đây là nó bị nhiệt thôi, nó bị dính nhiệt thôi. Đó. Cái này á, thì hiện tại thì nó vẫn không vấn đề gì, anh em mình tiếp tục sử dụng cũng được. Tuy nhiên về để mà an toàn hoặc là anh em mình kỹ càng hơn, mình có thể xử lý lại cái phần dây chỗ này ha, mình quấn lại hay là mình lấy lại để nó an toàn hơn nha. Dây thì khá là dài luôn anh em, dây khá là dài. Đây, em mở ra này. Những cái phần còn lại là ok hết nha, chỉ riêng cái vị trí chỗ đó nó có cái khuyết điểm như vậy thôi. Đây, còn lại là ok hết luôn. Dây của nó mà khi em gấp làm bốn lại á thì chiều dài em đang đo được là
60. 6 x 4 24. Dây dài khoảng 2m4 nha anh em. Phần dây dài khoảng 2m4 nha. Phần thân của nó này. Chiều dài là 26cm nha anh em. 26cm ạ. Một cái máy cầm tay ha. Đấy, anh em mình thuận tay nào thì mình gắn vào bên đó ha, rất là chắc chắn luôn. Không vỡ nứt gì hết nha. Những cái hàng nội địa như thế này anh em mình sử dụng rất là bền. Rồi, anh em mình thấy phù hợp mình ủng hộ em ha. Mã số 29 ạ. Clip số 38 giá 600.000 cho con máy này nha. Máy là hoạt động bình thường nha anh em. Rồi, em qua mã tiếp theo. À, đối với cái máy em có cái mở nha, mở cái đầu khoang nha anh em, đi kèm luôn ạ. Mã số 30, ở đây em có một cây búa đồng ha, một cây búa đồng. Cây này là của hàng của Đức nha anh em, hàng của Đức ha. Hình thức thì rất là đẹp luôn này. Phần cán bằng gỗ nha, rất là đẹp luôn. Rồi. Đầu búa này chốt nêm rất là chắc chắn luôn. Cây này nó có hai cái đầu đóng, một cái đầu có dạng tròn, cái size lớn này, và một cái đầu có cái dạng tròn size nhỏ hơn. Đó, nó có hai đầu như vậy ha. Và nó có dạng cong như thế này. Về hai bên đó, nó cong ra như thế này ha. Về công dụng của nó thì một số anh em nói là nó dùng để đóng các cái đinh chỉ. Thì em cũng biết như vậy thôi. Thật sự em phụ nữ em cũng không có làm mấy cái này nên không rành lắm, cho nên thông cảm nha. Thì em giới thiệu qua đó, anh em nào thấy nó phù hợp anh em ủng hộ em ha. Chiều dài của nó thì là 28cm nè. Rồi, bề này thì là khoảng là 14cm nha. Đầu lớn phía bên này nè thì nó khoảng là 11 ly. Rồi, đầu nhỏ phía bên này thì khoảng là 8 ly. 8 ly nha. Tuy nhiên, riêng cái đầu nhỏ như bên này á là nó có từ tính. Nè, nó có hít nè. Đấy, hai cái mặt nóng của nó là bằng thép. Cái phần ở giữa là bằng đồng. Anh em mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok nha. Trọng lượng của nó thì em cân được là 300g anh em, 300g. Đây, một cái búa rất là đẹp luôn. Rồi, mã số 30. Clip số 38 giá 650.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 31 ha, 31. Ở đây em có một cái cây búa hai đầu. Một đầu có dạng dẹp ngang và một đầu có dạng dẹp dọc như thế này. Đối với những cây búa Nhật á, thì em thỉnh thoảng em cũng có gặp những cái cây búa loại này ha. Tuy nhiên, hôm nay em có một cây búa đồng của nhà Amco, Ambeco, hàng của Mỹ ha. Ambeco là một cái hãng chuyên về các cái công cụ bằng đồng nổi tiếng của Mỹ anh em. Về mỏ lết này, các cái dòng búa rất là cao cấp luôn. Anh em có thể nhìn thấy cái điểm đặc trưng của nó là cái phần cán của nó ha, cán gỗ có các cái lỗ lỗ như thế này nè. Các cái lỗ tổ ong như thế này nè, đây. Rồi cán zin của nó luôn anh em, Ambeco. Đây ha. Dòng búa này thì khá là ít gặp nha anh em, khá là ít gặp ha, chốt nêm trên này. Đấy, em không biết là trong cái bộ sưu tập của nhà Ambeco á, anh em đã có cái búa này chưa. Đây, nếu anh em mình chưa có, mình có thể ủng hộ em cái này, mình bổ sung vào bộ sưu tập ha. Còn về công dụng của nó thì em không rõ nè, thật sự là em không rõ nha. Em chỉ thấy đây là có một cái dạng dẹp dọc và một cái dạng dẹp ngang như thế này. Đây. Về kích thước thì chiều dài em đo được là 32cm nha. Về hai khoảng cách giữa hai đầu búa thì em đo được là 13,5cm ạ. Và cạnh của nó là 2,6. Phải 6 hay phải 7 gì đó ha. Về trọng lượng á, thì cây búa này em cân được là 5 lạng rưỡi nha, 5 lạng rưỡi nha. Đấy, size cũng không quá to cũng không quá nhỏ đâu.
này thì thích hợp cho anh em mình mua về sử dụng hoặc sưu tầm ha. Hoặc là anh em mình có thể tra cứu cái mã Embaco với dòng H60 để anh em biết thêm về cái thông tin về cái sản phẩm này nha. Rồi, mã số 31 ạ. Clip số 38 nha nè. Giá của cây này em đang bán là 1,1 triệu ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 32. 32 và 33 cũng là hai cái sản phẩm bằng đồng khá là đẹp nha. Đây, hai sản phẩm bằng đồng khá là đẹp luôn. Cái này, cái đầu tiên cái này. Em mua tại vì em mua thì trang web nội địa của eBay là bên Mỹ anh em. Thì em thấy họ ghi cái này là cái hộp đựng thuốc lá nha. Hộp đựng thuốc lá thì em biết nó như vậy. Thì em thấy nó có cấu tạo cũng khá là đẹp ha. Đây, một cái hộp như thế này, bản lề rất là chắc chắn luôn. Chốt đây. Rồi ở này nó có cái tay để mở lên nè. Chỗ này thì có in nổi hình hình công vượng gì đây. Đó, nói chung là cái họa tiết in nổi này cũng khá là đẹp, chất liệu bằng đồng. Đó, bằng đồng thì anh em biết nó rất là bền bỉ theo thời gian rồi. Rất là sang ha. Đây, em bên em cũng đánh ra cái lớp ở ngoài ra cho nó sáng đẹp như thế này. Đó. Bên trong thì máy nó không tới được anh em, bên trong thì máy nó không tới được ha. Anh em mình, em cũng không có nhiều thời gian để em xử lý cái phần bên trong. Anh em mình về mình thích nó đẹp hơn thì mình xử lý, mình đánh cái phần nước cam ở ngoài nè. Đấy, nó sáng đẹp như thế này ha. Đấy, một cái hộp rất là đẹp, rất là sang luôn. Anh em mình để thuốc lá ha. Nó có bốn cái chân đế mở lên như thế này. Đó. Hộp này thì có hình vuông, cạnh của nó là 9,5 cm nha nè. Bên này cũng vậy ha, 9,5 cm. Và độ cao của cái hộp á thì khoảng là 2,1 cm nè. Tính luôn cái phần đế á thì khoảng là 3,2 cm nha. Rất đẹp luôn ạ. Mã số 32. Clip số 38 ạ. Giá 600.000 cho cái hộp này nha nè. Em qua mã tiếp theo. Nói thì đựng thuốc lá vậy thôi chứ anh em mình về mình muốn đựng gì đựng nha. Tại vì cái sản phẩm em mua trên eBay em thấy cái thông tin nó như vậy thì em báo anh em như vậy. Rồi, anh em hút thuốc thì có thêm cho anh em cái gạt bàn thuốc ha. Cái này size nhỏ nha. So với hai cái size trước mà em bán nó có size khá là lớn thì cái này nhỏ gọn nè. Đây. Đây, thông tin đây ha, tên hãng nè. Rồi, cái họa tiết trên này cũng được in nổi này. Họa tiết thì em thấy nó giống như họa tiết cổ của Ai Cập, Ả Rập cổ rồi anh em. Đây. Đây, họa tiết nổi như vậy ha. Nhìn rất là đẹp, rất là sang luôn anh em. Chất liệu bằng đồng. Kích thước của nó thì cái cạnh ở ngoài nó thì có dạng vuông, với cạnh là 7,6 cm ha. Nó có dạng vuông. Đó. Và bốn cái vị trí để thuốc như thế này. Còn bên trong là cái lõm tròn. Đường kính của nó thì khoảng là 5 cm ạ. Khá là gọn đẹp luôn. Anh em thấy phù hợp ủng hộ em ha. Mã 33. Clip số 38 ạ. Giá là 320.000. Rồi em qua mã tiếp theo. Em không biết là anh em có thích những sưu tầm những cái hàng bằng đồng như thế này không, chứ em thì em thấy rất là bắt mắt ha. Đi vào những cái trang web nội địa thấy những cái hàng như thế này rất là thích mua để về giới thiệu đến anh em mình nè. Trong thời gian đến mà anh em mình có nhu cầu nhiều hơn á thì em cố gắng săn tìm những cái hàng đẹp như thế này để tiếp tục về phục vụ anh em ha. Rồi, mã số 34 em giới thiệu anh em mình một cái ấm gang. Ấm này là của Nhật nha, ấm gang này của Nhật nha nè. Với cái dung tích khá là nhỏ gọn, anh em có thể chứa được khoảng là 400ml nước ha. Đó. Về hình thức này, anh em xem qua các cái góc cạnh giúp em. Đó. Không có dấu hiệu bể nước gì ha, các cái chi tiết là còn ok hết nha. Rồi, nắp đi kèm nè, vai này, đấy, ok hết nha.
Rồi không có bị bể nứt gì hết anh em, chứa nước là ok luôn. Rồi họa tiết ở trên này thì có các cái vân tròn như thế này ha, các vân tròn như thế này. Đây phần vòi này, đây là mộc truyện của nó này, em không biết là cái hãng của nó là hãng tên gì, này hàng nội địa thôi. Ở đây em thấy có cái made in Japan nha, đây chuẩn hàng sản xuất tại Nhật nha nè. Ấm này thì em thấy là chắc là hàng có qua sử dụng ha, hàng đã qua sử dụng rồi. Tuy nhiên em thấy hình thức cũng còn khá là đẹp nè. Tiếp tục giới thiệu đến anh em để mình đựng trà, đựng rượu gì đó ha. Đó. Kích thước khá là nhỏ gọn luôn nè. Đây, em đo cái từ phần vòi cho đến cái phần dưới này nè thì khoảng là 12 cm thôi nha. Đó. Cái đường kính đáy của nó nha, đường kính đáy của nó ở đây thì khoảng là 6 cm ạ. Đường kính ở phần thân của bình, cái phần to ở đây này thì nó khoảng là 10 cm nha. Độ cao của nó là 6 cm ạ. Tính luôn cái phần wide của nó thì khoảng là 10-11 cm nha. Khoảng đó nha. Anh em nào thích uống trà, uống rượu ha, những cái ấm gan như thế này đó, anh em có thể ủng hộ em nha. Các cái chi tiết là rất là chắc chắn luôn, không có vỡ nứt gì hết, đảm bảo cho anh em điều đó nha. Rồi, anh em mình chốt hàng báo cho em mã 34. Clip số 38 giá 600.000. Em qua mã tiếp theo ha. Mã tiếp theo cũng là mã cuối cùng trong video, là một cái bình chứa xăng, chứa nhiên liệu gì đó khá là lớn ha. Đây ạ, à, nó to quá trong khung hình anh em không thấy được. Anh em đợi tí để em điều chỉnh nha. Đây. Nó khá là lớn nha nè. Nó có cấu tạo cái mặt ở trên như thế này nè. Thông tin của nó thì em biết được thì nó chứa được khoảng là 18 lít nha, 18 lít. Rồi tem của nó cũng còn trên này luôn. Hai cái quai cầm, hai cái quai sách của nó rất là chắc chắn nha. Cái này tại vì nó khá là to và nặng nên em có cân trước rồi. Nó tổng trọng lượng của nó là 3,6 kg. 3,6 kg nha nè, chất liệu bằng thép ha. Màu sơn đỏ này là sơn zin của nó luôn nè. Thì cái thùng này nó sẽ có một số cái chi tiết, một số vị trí nó hơi chóc trầy một tí nha. Chóc trầy sơn tí thôi, không đáng kể nha nè. Bên này nó có hai cái quai móc này. To quá. Rồi đây, cái mặt đáy của nó này. Nó chảy xước nước sơn thôi, đảm bảo cho em mình là không có bị lủng, không bị thủng gì hết. Và cái chất thép của nó rất là dày nha. Rồi, thông tin của nó ở đây ha. 18 lít này, cái mã của nó TS20 này. Một số cái thông tin nó hoàn toàn bằng chữ Nhật á. Anh em mình này có thể chụp hình lại mình tham khảo thêm giùm em nha. Rồi, hai cái cạnh hai bên này. Đây ha, nó có hai cái tay cầm. Rồi, bên này cũng vậy luôn ạ. Nó có hình bản vẽ chi tiết cấu tạo bên trong nè, anh em mình có thể tham khảo nha. Những cái thùng này thì họ thiết kế theo an toàn gì đó, chống cháy nổ gì đó ha. Rồi, ở đây có một cái van mở nè, xả khí hay là gì đó nè anh em. Rồi, cái mắt của nó ở vị trí này ha. Này. Cái này thì chắc phải dùng một cái dụng cụ để mở. Cái gì nó hơi cứng anh em. Bên trong này ha.
một bình đựng nhiên liệu ha, anh em mình đựng xăng dầu gì đó rất là ok luôn. Nè, và thùng này giá của nó là 800.000 nha anh em, mã số 35, clip số 38 ạ. Và đây cũng là cái mã sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn anh em chú bác mình đã quan tâm theo dõi ha. Trong quá trình anh em mình xem, mình thấy sản phẩm nào ưng ý, phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em ha, bằng cách chốt hàng qua số điện thoại của em